Ok, chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến channel Quang Linh Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Hôm nay là series tiếp theo về hành trình về Việt Nam nha các bạn. Chủ yếu lau cái vali gái bẩn quá. Vali từ cái thời mà đi sang đây giờ vẫn còn đấy, vẫn nguyên vẹn. Chủ yếu là sẽ sạch một tí, chứ nói chung Việt Kiều Châu Phi về nước. Nay là soạn đồ. Soạn đồ mà về giới Quang Bu, về giới anh Đông với anh Hùng với là anh Tiến với chị ấy. Đấy, chia tay bạn với chị nữa. Và chia tay anh em. Và rủ hai anh nữa về cùng cho vui. Hai anh thì đến đó là mình sẽ nói. Đấy, nói tên. Chứ bây giờ vẫn bí mật nhé các bạn. Bí mật chứ không nói được. Tại vì mấy anh là căn dặn mình như thế, không biết là có cái gì ủ mưu gì đấy thì mới không nói được chứ, hay là tạo bất ngờ cho khán giả. Gãy hết rồi, có đâu toàn chuyến này mình về đáng lẽ chuyến này có 2-3 cân với là 7 cân xách tay thôi, nhưng mà mình mua thêm một kiện để mà mua đồ ăn bên này ấy, về nấu cho mẹ với bà ăn, như bột ngô cái gì ấy các bạn. Đợt kia gọi điện thoại nói là mua ít đặc sản bên đấy. Đấy, mẹ với bà là muốn thử ăn món ăn bên đấy như thế nào. Từ sau về mình sẽ nấu cho mẹ với bà ăn. Tí rồi đi ra ngoài cửa hàng ngoài này mua luôn. Lau là soạn đồ ấy để mà về cái kia. Hôm nay là con sẽ về. Rồi, bây giờ đây thì có tất cả những cái này thôi. Mấy cái quần xì líp rồi là mấy cái bộ quần áo thu đông. Thấy các bạn nhắn tin là ở Hà Nội ấy. Bây giờ rất là lạnh. Đấy, tại vì mình về đường Hà Nội mà. Nên là mình sẽ đưa ít áo ấm với là mấy cái áo cộc về thôi, chứ không có gì cả. Đây, nhìn nước ngoài ấy, 75 năm trên bàn có những cái đồ phải bùi vài đôi giày, vài cái quần. Xếp tạm tạm đây nhưng đây không ạ? Về lên kia rồi là sẽ soạn ra, xếp sau, tại vì trên kia mình có còn đồ nữa. Tí à đâu, cái này xếp nữa đi. Cái này để mà xếp tí là xếp đi mua ngô với là mấy cái đồ ăn bên này ấy. Đấy, để về nấu ăn cho bà với mẹ ăn. Thế nói là muốn thưởng thức mấy cái món bên này, thấy trên video ấy không ạ? Áo thu đông với là mấy lồng nước hoa mua về làm quà cho em với chị gái nè. Nước hoa, cái gì đấy, Chanel, Dior, quần áo, trời, còn cái gì nữa đâu. Quần áo, chán thật. Áo thu đông, lấy áo thu đông về cách ly ở Hà Nội nha các bạn, chứ không chết, lạnh cóng luôn. Cái này cũng lâu rồi, đưa sang lâu lắm đấy. Thôi, quần cứ chết như này, sau rồi tính sau. Đấy, cứ dắt như này. Quần áo của mình thì nhăn nhúng hay gì cũng được. Con trai mà. Như con gái với gì thì bình thường là người ta là lủng với gì ấy. Còn con trai thì nhăn hay gì cũng được. Thoải mái. Đó. Áo này nữa. Quần. Xong. Cái vali này to to này là bỏ ra mấy cái đồ gia vị bên này thôi.
xong hết rồi. Này, cặp này sách đi, đồng hồ còn hai cái đồng hồ rồi là tháo hộp thôi. Đây, tháo hộp lấy mỗi đồng hồ thôi. Đồng hồ tí bỏ riêng đi. Đây, cái quan trọng nhấn kim cương. Nhấn kim cương. Giấy tờ kim cương. Đưa kim cương về mà. Đưa kim cương bên châu Phi về. Nhấn này là mua ở Việt Nam. Đợt trước đi sang đây là mẹ mua cho. Cái này là 50 mấy triệu đấy các bạn. Có giấy chứng nhận được các kiểu là điều của PNG Credit. Rồi, xong rồi. Đây, quần áo này. Chào các bạn nha, về thôi. Mừng lắm. Về Việt Nam là mừng lắm. Nó cứ nôn nao trong người ấy, làm sao ấy, nó cứ nôn nao ấy. Xuống dưới kia là phải chia tay với là bạn dưới kia nữa, với là anh em nữa. Đấy. Hành trình về Việt Nam vất vả đấy. Về cũng vất vả nha các bạn, chứ không phải là đùa đâu. Rồi, ok. Cái này là xong rồi. Mình cứ xếp tạm như thế này. Về dưới kia mình xếp lại. Rồi. Ui, cái này làm gì để 7 cân. Nặng lắm đấy. Ôi, cứ để vào cả. Dày. Rồi. Hộp dày với gì cũng vứt luôn. Cho nhẹ cân. Đấy, từ này nó có đâu nữa, hết rồi. Còn cái nịt, Đấy, bao nhiêu năm nước ngoài đấy các bạn. Còn từ này thôi, còn nữa đâu. Rồi. Xong. Đơn giản lắm. Rồi, ok, bây giờ là đi mua đi ra cửa hàng nhé. Mua ít đồ cho mẹ bà. Ok các bạn, thì hiện tại là bây giờ mình đang ở cửa hàng. Mình sẽ mua ít đồ đặc sản của bên này. Gạo thì chắc là ở nhà có rồi. Cái này bột mì. Cái này bột mì, mua bột mì luôn này. Đâu nhỉ? Bà. Ê, xin phụ bà nè. Phụ bà nè. Cà cà bố. Cà cà bố. Ừ. Trời ơi. Mỗi thứ một loại nhé. Rồi tí về mình sắp xếp từng món một. Bố ở đây như ít nhỉ? Có gì đâu. Đặc sản là cái này này. Đặc sản là cái này các bạn này. Mì ý này. Về nấu mì với là thịt bò với gì này. Đẳng cấp luôn. Ôi chết rồi, bột ngô hết rồi các bạn. Có lẽ là mua tạm thời như thế này. Có lẽ mua ít thôi. Tại vì không biết là để được lâu không nữa. Sợ mà hỏng ấy. Thế này thì dữ quá. Thế này thì ít quá. Giờ này ít thật đấy. Bây giờ vào cửa hàng khác nha các bạn. Tại vì cửa hàng đầu kia ít lắm, ít đồ. Ôi! Chà. Cái sạp ok. Lúc nãy là cửa hàng ở đây đóng cửa nên là mình không vào mua. Mình đi sang bên kia. Thấy ít đồ lắm. Mua được vài gói massage như này các bạn này. Đấy, vài gói massage như này. Ở đây thì đồ rất là nhiều. Đây, massage kiểu ống này. Ống xoắn này.
đấy, rất là nhiều loại luôn. Thì bây giờ mình sẽ chọn nhá. Đầu có lẽ cũng mua bên này luôn cho đặc sắc, chứ mua ở nhà thì không ngon nữa. Đây, cái này là rau, đúng rồi. Về nấu cho bà với mẹ ăn cho biết đặc sản bên này luôn. Cái này cũng mua lúc nãy rồi. Có thiếu cái gì nữa? Cá. Cá này, đấy. Đặc sản bên này. Đặc sản đấy, nấu ăn nhanh. Thịt này, thịt bò này. Mình lấy nhiều tí về cân, nhưng mà thừa thì để lại. Phúc à, không phải thầy thì quan kiểu mì gồm. Xin ngủ, xin ngủ. Xin ngủ kia được, thế là sao cổ? Thế là sao cổ? Sao cổ vua này? Sao cổ thầy kia? Ê, mundo grande, eu piau. Ah. Vou meter duas balas. Ah. Meter bala, piau, trazer família. Vai lá, aqui lá, ei, vem aqui, vem aqui, aqui lá 5 de essa branca. Nà, đây là ok. Chara, cà phê. Đâu đây chara? Thiếu bột ngô màu trắng nè các bạn ạ. Chế chứ? Ông bên ta mày, bên ta mày chinh củ. Ôi, cuốn ấy. Ôi, năm cân này. Chinh củ. Chuyến này mình đưa ít đồ về thôi. Mình chủ yếu là mấy cái này. Mấy cái này. Với là quà mực với gì nữa cho gia đình. Đâu bằng xếp à? Quán thầy. Đâu bằng xếp à? Đâu bằng xếp à? Quá chứ? Ừ. Bất cẩn. Cái này là 4 cân. Đây. Tí về gói lại cho đàng hoàng. Cái này là gì? Bột mì à? Bột mì. Không có gì nữa nhỉ? Thôi tạm thời mấy cái món đặc trưng bên này thôi nha các bạn. Còn mai mốt rồi về dưới kia hỏi thêm anh em đấy, mua cái gì rồi sẽ nói sau nha. Ok các bạn, thì bây giờ là mình với anh Giá sẽ làm một bữa đấy, bữa chia tay. Thì có mấy anh em nữa mặt thì lôi với mình gù với là lên đầu xuống để mà ăn cuộc chia ly này nha các bạn. Đấy, ăn lẩu lẩu thịt bò với là gà trứng mì tôm rau củ quả. Ok, thì đợi tí mặt thì lôi với lên đồ và đội mình gù xuống thì anh em sẽ tiến hành ăn nha. Ăn và uống vài chai bia đấy, để ngày mai mình đi về kia rồi. Ui, con em rồi. Ok các bạn, thì hiện tại là Lindo với là đội mình của Matilo về đây rồi. Đấy, thì nay anh em là làm một món lẩu để ăn cuộc chia ly, chia tay. Chào, bye bye Angola. Chào Angola nha. Chào các bạn kia. Chào các bạn kia. Ok, hello, chào các bạn, thì tên Lindo. Ok, em chào các bạn, nhìn tên mình luôn. Nhưng mà rất là buồn. Như thế thì có cuộc chia ly. Như thế thì có cuộc chia ly. Ok, hello, chào các bạn nha, nhìn tên nhà tôi đi. Là nhờ quên chào anh. Như thế có những phút lìa xa. Ok, hello, chào các bạn, nhìn tên của mắt đi đâu. Ok, ok, xin là bây giờ là ngồi luôn để cho anh Tiệp Béo ngồi luôn. Agora. Đây, ok các bạn. Rồi, bây giờ là vào vị trí ngồi để mà chén. Thôi mở bia uống đấy. Mở bia uống đấy. Dạ. Cà chua à? Có xếp cà chua à? Thì nấu chưa? Ok. Rồi.
Lầu nhé các bạn. Dùng miếng, anh đây đây. Lầu hai sai. Thôi, đầu tiên là... Thôi, mời các bạn ăn nha. Mời các bạn ăn nha. Mời các bạn ăn nha. Happy New Year. I don't know. Hai à. Rồi. Lấy dậy lại. Dậy đó. Boy. Hey, go. Go, go. Rồi. Hey. Bye bye nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hai thằng nữa sang con tờ đôi mét. Tam mét. À. Tam bốn. Tam bốn. Tam bốn. Anh muốn đây, anh muốn đây. Tam bốn. Tam bốn. Cho đôi mét. Lo importante es que estamos a trabajar, no falta trabajar, estamos. ¿Cuánto más se demora? ¿Cuánto más se demora? ¿No se va a matar ya? Làm thịt bún này, chấm nước mắm này. Tí là thịt chín xong là ăn ăn nha các bạn. Đấy, hiện tại là bây giờ là chỉ có anh em của tôi thôi. Còn lái nữa là ở dưới kia. Thì ngày mai cũng xuống là ăn một bữa cơm với anh em dưới kia. Bữa cơm thân mật. Đấy. Ăn thịt đi đâu? Ăn thịt mạnh lỗ thịt nhiều lắm. Vâng. Anh cũng thịt boy. Cái ta nuôi. Thật là xôi không? Ngon. Em ăn cho bánh đúng. Bún ra. Ngon quá. Rất thơm. Rồi sáng đi sửa hết chút. Sửa ra. Rồi. Tạm thời ra bún là chờ nó sôi chín nha các bạn. Chưa sôi. Rồi. Thành thế này nó. Vậy thì phải thích. Thế này. Ok. Này. Anh em ăn là ăn thôi. Uống ít đó. Ăn nhiều vô, uống ít. Cúi ra. Cúi ra, cúi ra. Ngon. Vậy thì. Chà bếp nào. Ngon. Chà bếp nào. Chà bếp nào. Đấy, ăn bữa cơm với anh em. Được rồi. Ok. Thịt bò nhuộm tại đó. Chịu quả ngon lắm. Dài. Thôi ăn là bụng đấy. Chứ chị ăn là bụng đấy. Đánh đậu. Quán gì? Ngon, ngon lắm. Ngon lắm đậu. Ngon lắm. Lầu Việt Nam. Thế chỉ có là lầu. Dạ. Một ăn muốn là... Đó là thứ tư này. Như là anh ấy là sáng nay ta nhận về thôi cái thôi. Lâu Việt Nam. Ăn muốn lâu Việt Nam. Ăn bò la bán cả ăn. Ăn bò la bán nó đéo. Ăn bò la tí cũng chết thay. Không không không. Ăn bò la mấy cái ăn gà nào đấy. Bò bếp ga. Ở dừa là không có ăn bò la chết điên. Đấy. Cả ăn cả nấu cả. Cả ăn cả nấu nhé. Ăn bò la không nấu không biết. Ăn bò la là một nước. Má của anh dạy cho bò la. Về làm cho mày. Nghe. Ừ, đúng rồi. 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 Ê, Tô Minh. Mời anh hả? Ừ, Tô Minh Cung. Ok. Cô lôi đâu không? Ê, mắt tí lôi. Búc à, ông đi sao? Búc kì. À, búc à đâu đó. Quý ký. Anh lôi. Anh lôi nay không uống mà cu cà cái lông này nó tận mình rồi à phải là quân trong cu đây bé mới sốt đa bé ăn à ui giời gì đúng không không phải ca này không phải ca này matcha đồ ôi matcha có đồ kê ultima nào matcha nó có mèo bơi mèo để có đâu có mèo matcha này xin cái này Barangkali gasel, mana masak belakang. Oh,
Ai làm đẹp? Cay, anh còn cay là món hơn. Món hơn. Có là cay lại nè. Cay ở trong một quan gì đó. Ngon lắm. Để mình điền anh em dưới kia để xem. Hôm nay là cũng 30 rồi. Quá bếp rồi. Ăn đồ đến Novo rồi. Bên nào cũng Novo. Mà mai một đi cắt đầu tóc cho nó sáng sủa một tí. Không biết hồi kia đi làm mấy giờ nhỉ? Ủa em, ủa em, ăn luôn đây, ăn luôn đây. Cả ăn cả uống cái chứ. Dạ. Cả ăn cả uống cái chứ. Alo. Ở bố em. Đây. Ôi giời. Rồi. Ô, anh em đi. Chào anh đi. Chào anh em. Yeah. Anh kinh quá vậy, anh lẩu chưa? Anh lẩu thì nó. Đang quay. Anh em thì đã ngồi thôi. À, đi thành phố chưa về đây, Alex đây rồi. Ui giời. Alex à? Alex à? Chào nhá. Ồ, chào. Ok, hello, chào bạn. Có nhiều à, bạn sợ biết à? Bia chứ sợ biết đâu em. Bia, bia. Có bia. Bia. Ăn uống kề, ăn uống có kề luôn. Ừ. Mai xuống nhiệt tới đây chia tay tiếp. Mai có món gì không? Thôi gọi bảo tin nữa thôi. Chứ đây là tập trung ăn đã. Gọi bảo tin cho mình chuẩn video đi. Chào thằng bạn. Anh em giờ đấy thì có mấy người. Anh Hùng, anh Đông. Chưa đi thành phố mua gì ấy, có lẽ là mua quà về đấy, tại vì có hai người về mà cũng ở dưới kia mà đấy, hai người về chung mà, nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa nói đấy à, không nói đâu, đợi bí mật này xuống dưới kia rồi tiết lộ nhá các bạn, không thì sợ mấy anh cười đấy, tại vì mấy anh nói là phải bí mật cho mấy anh, không thì bị ăn cười đấy đấy, nên là mới giấu, như còn bình thường thì giấu làm gì. Rau. Vâng. Thôi, bây giờ là anh em tập trung ăn nha. Thôi ăn đi, tập trung ăn nào. Ăn đi. Ngon. Anh ngon. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Tiếp mục đại cái gì đi anh? Rồi, đá bơm. Thôi. Điền hiệu, điền hiệu, điền hiệu ạ. Tiếp. Vâng. Lấy ra. Thôi. Xong rồi. Lại bên kia chứ lại bên đầu bên. Lại bên đầu bên. Tắt rồi. Thôi, ăn tối tối thế này á. Mình điền rồi. Thôi. Thì video này mình cũng quay. Chia tay làm bữa mà bữa cơm. Chia tay anh em ở dưới này. Thì đấy. Dạ. Vô ông 37 nhá. Mày đôi mẹ vô vô. Vô vì ra vô tử. Ta tự đó lúc mày. Đấy thì hiện tại là anh em thì ăn uống nói chuyện đấy, trò chuyện với gì không thì cũng là về thì cũng rất là buồn, tại vì anh em cũng ở lâu năm rồi mà bây giờ về thì cũng buồn lắm, nhưng mà phải về đấy, đi thì phải về, như kể cả mấy anh cũng thế thôi. Đi xa nhà ấy, sau rồi cũng phải về quê với gì thăm đấy, thăm gia đình với gì thì mình cũng về đấy, nhưng mà quãng đường mình đi về Việt Nam thì hơi xa, không phải như mấy anh, nên là 4-5 năm gì đó mới về được một lần, chứ không phải là về hàng ngày hàng tháng gì đấy.
Ok, giờ video này cũng xin dừng đấy nhá. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì cho mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Quang Linh Vlog Cộng sự Châu Phi để ủng hộ em tôi nhá. Chào. Ơi, có mẹ. Ok. Thế ra. Dạ, hết rồi. Ôi, cái máy này. Ê, trời. Như mét từ này.